Shop ở địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của ViewSonic. Thì đây là cái chiếc máy chiếu có mã sản phẩm là BCD 5253, một cái dòng BCD 5 series của ViewSonic. Thì hôm nay ở cái video clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiếc máy chiếu này. Thì mục đích của video này giúp các bạn có được cái nhìn tổng thể về cái chiếc máy chiếu, cũng như là có thêm một sự lựa chọn mới nữa cho cái chiếc máy chiếu mà bạn sắp mua trong thời gian tới. Thì nhìn tổng thể thì cái chiếc máy chiếu này có tông màu đen khá là mạnh mẽ. Thì toàn bộ sản phẩm được bao bọc bởi một lớp vỏ nhựa. Thì ở mặt trên của cái chiếc máy chiếu này thì cái lớp vỏ này được trang trí theo cái dạng vân xước khá là đẹp. Thì ở mặt trước như bạn đã thấy thì có thể chia làm hai phần. Phần bên tay phải là nơi bố trí cái cụm đèn chiếu, và phần bên tay trái là nơi bố trí cái khe tản nhiệt. Ở giữa là cái vách ngăn cũng như là cái cảm biến để nhận được cái tín hiệu điều khiển từ remote. Rồi, ở cạnh bên tay phải thì không có gì cả. Ở cạnh bên tay phải thì tiếp tục là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt cũng như là cái cạnh bên tay trái. Thì cái việc bố trí nhiều khe tản nhiệt giúp cho cái chiếc máy chiếu này hoạt động được thông thoáng hơn, cùng với cái quạt tản nhiệt ở bên trong, giúp cho cái bóng đèn cũng như là những cái linh kiện bố trí bên trong hoạt động được mát mẻ hơn cũng như là bền bỉ hơn. Thì theo nhà sản xuất ViewSonic thông báo thì cái chiếc máy chiếu này có cái tuổi thọ đèn chiếu lên tới 10.000 giờ, rất là ấn tượng. Thì cái việc tuổi thọ cao của cái chiếc bóng đèn chiếu để giúp cho bạn ít tốn chi phí hơn trong quá trình sử dụng. Thì ở mặt sau của cái chiếc máy chiếu này là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính cho cái chiếc máy chiếu. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là một cái cổng kết nối nguồn, hai cái cổng audio, một in một out, rồi cổng S video, một cái cổng mini USB hỗ trợ ở đây, hai cái cổng computer in, một cái cổng monitor out và một cái cổng RS 232. Thì ở đây nó không có cái cổng HDMI cho nên cái việc xuất tín hiệu hình ảnh thì thông qua cổng Vega. Rồi, ở mặt trên của cái chiếc máy chiếu BCD 5253 này là nơi bố trí cái những cái cụm phím điều khiển ở đây. Chúng ta có thể thấy những cụm phím điều khiển ở đây, chúng ta có nút power hay những cái nút chỉnh keystone menu vân vân, rất là nhiều. Ở gần cái cụm đèn chiếu ở phần mặt trên thì là nơi bố trí cái cần gạt để điều chỉnh cái độ zoom cũng như là cái bánh xe để điều chỉnh cái độ focus cho hình ảnh khi đèn chiếu. Ở mặt dưới của cái chiếc máy chiếu này cũng không có gì ngoài những cái chân chống trượt cũng như là cái chân để hỗ trợ việc nâng hạ cái phần đầu cho chiếc máy chiếu để được để cái chiếc máy chiếu này có cái vị trí tốt hơn khi trình chiếu hình ảnh trên màn chiếu. Thì mình xin nói sơ qua về một vài cái thông số kỹ thuật của cái chiếc máy chiếu này. Thì đây là cái chiếc máy chiếu được sản xuất theo công nghệ DLV và được trang bị nhiều cái công nghệ trình chiếu rất là tiên tiến. Đó là đặc biệt đó là cái công nghệ Super Color Technique, thì cho cái chất lượng hình ảnh sắc nét cũng như là màu sắc sống động hơn rất là nhiều. Thì cái chiếc máy chiếu này có cường độ sáng lên đến 3300 ANSI lumen cũng như là có độ tương phản là 15.000:1, rất là nét. Thì khi mua cái sản phẩm chiếc máy chiếu ViewSonic BCD 5253 này thì ngoài cái chiếc máy chiếu thì chúng ta còn có một số thành phần phụ kiện đi kèm. Thì ở đây mình có một cái sách hướng dẫn, đĩa cũng như là một cặp pin 3A để sử dụng trên remote, một cái remote, một cái cổng cáp Vega, cũng như là một cái cổng dây cấp nguồn cho cái chiếc máy chiếu này hoạt động. Thì đây là cái chiếc máy chiếu hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những cái hình ảnh trình chiếu của những bộ phim HD rất là ấn tượng trên màn chiếu. Ngoài ra thì bạn còn có thể sử dụng chiếc máy chiếu này trong những cái buổi hội họp, những buổi hội thảo hay là buổi seminar trong lớp học. Thì đây là cái chiếc máy chiếu có cường độ sáng rất là lớn, cho nên đối với những cái phòng mà điều kiện hơi giàu sáng một tí xíu thì cái khả năng trình chiếu của cái chiếc máy chiếu này vẫn khá là ấn tượng. Thì cái video trải nghiệm sử dụng cái chiếc máy chiếu này về khả năng xem phim cũng như là trình chiếu trong những điều kiện giàu sáng thì mình sẽ gửi đến các bạn sau.
trong những cái video clip khác. Và bây giờ cảm ơn các bạn, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.